Khi màn đêm buông xuống, anh Lê Văn Tèo ở ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu ra đồng để thăm mẻ lưới được giăng trước đó. Di chuyển quãng đường chưa đầy 10 phút thì đã đến được nơi mà luồng lưới anh giăng trước đó. Trời quang, mây tạnh, gió nhẹ, rất thuận tiện cho việc thăm lưới. Phấn khởi hơn, đêm nay cá cũng dính nhiều hơn mọi khi. Với trên 1.000 mét lưới, kích cỡ từ 6 đến 7 phân, anh Tèo nhận định đêm nay mình lại có thể mẻ lưới bội thu. Tình hình lũ năm nay thì về sớm mỗi năm mà nước nhiều hơn mỗi năm. Tình cá thì năm nay thì mỗi năm thì đi dân trễ, năm nay lũ nhiều, nước nhiều nên đi dân sớm. Cá dính thì cũng nhiều hơn kỳ mỗi năm. Hiện tại ngày cũng dân 70 kg đến 100 kg. Năm nay tình hình cá mắm thì bà con cũng là phấn khởi lắm. Năm nay cá mắm nhiều, cũng giúp ích được cho bà con cuộc sống. Có thể thấy, dù khá vất vả với cái nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ, nhưng trong thâm tâm của người dân vùng lũ vẫn cứ hy vọng mỗi năm con nước lũ về sẽ lớn, lũ đẹp để họ mưu sinh và có được nguồn thu nhập trong thời gian nhàn rỗi mỗi khi nước lũ về. Cá thể đồi mồi có trọng lượng khoảng 13 kg của ông Phan Văn Chính, sinh năm 1969, ngụ ấp Nhân Phú, xã Mỹ Nhân. Theo lời kể của ông Chính, vào năm 2012, ông đã mua con đồi mồi này từ một ngư dân ở xã An Đức, nhưng không biết đây là động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ, nên ông đã không báo với ngành chức năng và tự nuôi chăm sóc cho đến nay. Tuy nhiên, khi biết đây là loài rùa biển quý hiếm họ vích cắm săn bắt, nuôi dưỡng và vận chuyển, nên ông Chính đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Khi tiếp nhận, cá thể đồi mồi rất khỏe mạnh, linh hoạt. Ngay sau đó, cá thể đồi mồi trên được ngành chức năng thả về tự nhiên. Thưa quý vị và bà con, cũng liên quan đến việc thả động vật hoang dã về tự nhiên, ngày hôm qua 6 tháng 11, trong lúc đi tuần tra, lực lượng chức năng tại huyện Tri Tôn, An Giang đã phát hiện một xe máy đang chở hàng chục cá thể động vật hoang dã đi tiêu thụ. Sau khi lập biên bản và xử phạt thì sáng nay ngày 7 tháng 11, hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn đã thả 61 kg cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên tại một khu vực rừng tràm trên địa bàn. Theo đó, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp Dòng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, lực lượng công an phát hiện xe Honda biển số 62B1-13163 do Nguyễn Quốc Việt, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đang vận chuyển động vật hoang dã bao gồm các loại rắn hổ ngựa, rắn ri voi, rắn hổ hành, rắn trung và trăng, thuộc nhóm động vật hoang dã xếp vào nhóm 2B không gây độc hại. Thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số rắn. Công an đã lập biên bản, sau đó bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn, An Giang để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Các cá thể khi bàn giao đều khỏe mạnh, khả năng sinh tồn đảm bảo nên đoàn đã tiến hành thả về với tự nhiên trước sự chứng kiến của các ngành chức năng. Xin được chuyển sang thông tin khác. Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thế nhưng thân lại là một con nghiện ma túy nên là nam thanh niên ở An Giang vẫn chứng nào tật đó. Mới đây khi thấy tại địa phương tổ chức hội chợ thương mại quốc tế có nhiều đồ giá trị, tên này đã đột nhập để trộm cắp tài sản. Sau đó tên này rủ thêm một người bạn đem tài sản ăn trộm bán lấy tiền và trong lúc bọn chúng đang trên đường đi mua ma túy thì bị bắt giữ. Sáng nay ngày 7 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ đồng thời chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng này. Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Phan Văn Linh sinh năm 1992, cư trú thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã đột nhập vào gian hàng đồ gỗ nhà anh Tống Thanh Tính, nơi đang tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên 2018 để lấy trộm 2 tượng gỗ trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau đó, Linh điện thoại cho Nguyễn Văn Tính để bán lại 2 tượng gỗ vừa trộm được. Sau đó, cả hai cùng chở nhau qua biên giới Campuchia để mua ma túy sử dụng. Tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện Lưng là đối tượng nghi vấn nhất. Tại cơ quan công an, Lưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa bà con, đây là tờ quyết định miễn phạt cho anh Nguyễn Cà Rê, người đã bán 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng. Và đây có lẽ là cái kết mà bản thân anh Cà Rê và nhiều người đều mong muốn. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì vào chiều ngày hôm qua, ngày 6 tháng 11, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc với ngành chức năng về việc tịch thu 20 viên kim cương cùng 19.910 viên đá nhân tạo của tiệm vàng Thảo Lực sau khi xử phạt hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón xem kết quả của buổi làm việc này. Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trả lại 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo. Ông Lực cho rằng số tài sản trên là của vợ chồng tích lũy nhiều năm. Do không am hiểu các quy định pháp luật, ông đã không trình bày rõ nguồn gốc số tài sản này với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Về số tiền 100 đô la Mỹ, ông Lực đồng ý việc tịch thu, xử phạt và không khiếu nại. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Lực trình bày về ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy bỏ một phần quyết định xử phạt hành chính, trả lại số kim cương và đá quý đã tịch thu của tiệm vàng này. Thưa quý vị, được quảng cáo trên mây với những mỹ từ như là trắng sáng ngay sau khi sử dụng, 100% từ nguyên liệu thiên nhiên, không hóa chất độc hại, hay là thậm chí là có xuất xứ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, thậm chí là ở các nước châu Âu hay Mỹ. Thế nhưng thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn. Đúng là như vậy thưa quý vị, chúng tôi đã nhiều lần đề cập về sự hỗn loạn của thị trường mỹ phẩm giả hiện nay. Và quý vị có biết không, vào chiều ngày hôm qua, hàng ngàn chai mỹ phẩm dưỡng trắng da được dán mác quảng cáo là xuất xứ từ Thái Lan, nhưng thực chất là được pha trộn bằng nhiều loại hóa chất tại một xưởng trái phép nằm bên ven sông Sài Gòn thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được tại hiện trường vụ việc. Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại đường Thành Lộc 19, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện tại đây đang thực hiện các công đoạn sản xuất mỹ phẩm giả cùng hàng ngàn chai sữa dưỡng thể trắng da dành cho nữ giới và nhiều máy móc để sản xuất. Chủ cơ sở trên thừa nhận bắt đầu sản xuất từ tháng 6 năm 2018 trở lại đây. Cơ sở này nhập hóa chất từ nhiều nguồn khác nhau rồi dùng máy móc trộn các hỗn hợp, sau đó đóng vào các chai. Các chai này được đóng gói và hộp bên ngoài có in chữ sản xuất tại Thái Lan để tung ra thị trường và đánh lừa người tiêu dùng. Sản phẩm sau khi đóng gói được chủ cơ sở này rao bán trên mạng xã hội và giao sĩ đi khắp nơi trên cả nước. Thưa bà con, những năm gần đây, nhiều địa phương tại các tỉnh miền Tây chúng ta luôn phải sống chung với nỗi lo sạt lở, hàng chục thậm chí là hàng trăm mét khối đất thường xuyên bị cuốn phăng chỉ trong phút chốc. Năm nay, đồng bằng sông Cửu Long lại đón đợt lũ cao kỷ lục, làm hệ thống đê điều hư hại nghiêm trọng và khiến cho nỗi lo của người dân càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc hoàn thiện, gia cố hệ thống đê điều thì một phương pháp mà nhiều bà con địa phương tại Cà Mau đang thực hiện vô cùng hiệu quả, đó chính là trồng cây mắm dọc các bờ sông để chống sạt lở. Về loại cây này có gì đặc biệt? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón xem chi tiết. Cùng với sự quan tâm đầu tư xây dựng các công trình lớn của nhà nước về phòng chống sạt lở, các xã thị trấn ở huyện Nam Căn còn triển khai nhiều biện pháp thiết thực trong phòng chống sạt lở đất. Do đặc tính dễ trồng có bộ rễ bám sâu vào trong đất, giúp chống sạt lở đất rất hiệu quả. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở hai xã Lâm Hải và Đất Mới, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau đã trồng cây mắm dọc bờ sông để chống sạt lở đất. Thực tế cho thấy, việc trồng cây mắm là biện pháp khá hữu hiệu. Ngoài phòng chống sạt lở, các hàng cây mắm trồng còn được người dân tận dụng làm hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tuổi đời còn nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Hành động có tính toán, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm, bất chấp. Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, cướp giật, mà còn là đâm chém, giết người. Các tội phạm nhí đã thực sự dấy lên nỗi lo ngại về sự trẻ hóa của nhóm tội phạm đang ngày càng lộng hành và liều lĩnh hiện nay. Mới đây, dư luận không khỏi bàng hoàng khi biết được sát thủ ra tay giết tài xế xe ôm Grab tại thành phố Hồ Chí Minh là một thiếu niên mới 15 tuổi, mục đích giết người chỉ đơn giản là cướp xe gắn máy để bán lấy tiền chơi game. Đáng nói, dù tuổi nhỏ nhưng độ máu lạnh của tên sát nhân này ít có tên tội phạm nào sánh kịp, bởi trước khi bị bắt, đối tượng vẫn thản nhiên đăng tải hình ảnh ăn chơi lên Facebook, những hình ảnh như chưa hề có việc vừa tước đi mạng sống của người khác. Những ai đã từng tham gia vào những cái trò chơi, những cái game trên mạng thì chúng ta thấy rằng là cái hành vi giết người một cách dã man và càng tàn khốc thì lại càng có vẻ như là được cổ vũ á, thì đã tham gia vào đó rồi và chúng ta giống như là một cái hành vi được tập luyện nhiều thì chúng ta sẽ quen tay và chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường chứ nó không như cái lần đầu tiên mà chúng ta làm nữa. Trong đó có một cái nguyên nhân rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy, đó chính là hiện trạng là giới trẻ bây giờ chơi game và cái tính bạo lực trong game nó quá lớn. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.000 đối tượng tội phạm là trẻ vị thành niên, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trẻ phạm tội dưới 14 tuổi chiếm 13%, 14 đến 16 tuổi chiếm 34,7%, 16 đến 18 tuổi chiếm 52%. Đáng nói, tỷ lệ tội phạm nhí kiểu này cũng đang gia tăng đáng báo động tại các tỉnh miền Tây, chỉ mới ở độ tuổi từ 15 đến 18. Thế nhưng thay vì chăm lo học hành để trở thành những người có ích, ba thiếu niên này lại đã là những con nghiện ma túy có thâm niên. Và khi cả ba rủ nhau vào một khu nhà hoang để sử dụng ma túy thì bị bắt tại trận. Sự việc xảy ra tại khu vực khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh. Tại Tiền Giang, ngày 19 tháng 9, lợi dụng chỉ có một cụ già lớn tuổi ở nhà, một tên trộm nhí đã lẻn vào mở cốp 2 chiếc xe để tìm tài sản. Điều đáng nói, tên siêu trộm này chỉ ở độ tuổi lên 9, lên 10, nhưng lại tỏ ra rất chuyên nghiệp và không hề lo sợ. Còn tại Cà Mau, cũng chỉ đơn giản vì mâu thuẫn nhỏ, nam sinh năm 2000 đã ra tay giết bạn học, giấu xác ở Vuông Tôm. Thưa quý vị, thực trạng trẻ phạm tội gia tăng như thế nào thì có lẽ ai cũng có thể thấy. Thế nhưng đâu là nguyên nhân, phải xử trí ra sao để ngăn chặn xu hướng đáng ngại này thì không phải ai cũng biết và làm được. Quý vị biết không, theo thống kê thì đa phần số trẻ phạm tội đều xuất phát từ nguyên nhân gia đình. Thiếu điều kiện kinh tế, cha mẹ thường xuyên bất hòa, ít quan tâm con cái. Tất cả đều tác động tiêu cực đến tâm lý vốn chưa đủ sự trưởng thành để làm chủ bản thân và dẫn đến những hệ quả đau lòng. Trên thực tế, đa phần trẻ phạm tội là do ảnh hưởng từ các yếu tố gia đình. Theo kết quả nghiên cứu về đặc điểm thân nhân của 2.599 người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự, có tới 40,7% trẻ trước đó phải sống trong những gia đình không hoàn thiện, mà đa phần cha mẹ ly hôn, bạo lực gia đình. Cha mẹ đường ai nấy đi, rồi cha mẹ lo công việc, thiếu cái sự quan tâm, và đặc biệt nhất, cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái bạo hành trong gia đình. Khi bị ảnh hưởng những cái mô hình hành vi đó, mấy em nó sẽ có xu hướng nó lặp lại. Cái thứ hai là mấy em nó bị tổn thương về mặt tâm lý, và nó sẽ có những cái căng thẳng, những cái bức bối, các em nó muốn giải tỏa. Thì giải tỏa bằng cách nào? Bằng cách chơi game, bằng cách đi chơi với bạn bè xấu, bằng cách phạm tội. Cái việc giám sát con cái trong cái vấn đề này là hoạt động xã hội cũng như là hoạt động là tìm tòi nguồn tin trên mạng của gia đình cũng còn là rất là hạn chế, và còn buông lỏng quản lý vào những đối tượng trẻ hóa mà họ lại chưa suy nghĩ chín chắn. Độ tuổi của họ còn có những cái vấn đề còn hạn chế về nhận thức, vì vậy nên là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề về nhân cách. Để triệt phá tận gốc nạn trẻ hóa tội phạm thì chỉ riêng nỗ lực của ngành chức năng là chưa đủ. Lực lượng công an chỉ triệt phần ngọn, còn phần gốc chính là sự tự chủ, ý thức và trách nhiệm tự thân của mỗi người đối với hành vi của chính mình. Ngoài ra, điều quan trọng là phải làm sao ngăn ngừa từ xuất phát điểm để mỗi đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, giáo dục đúng đắn, tránh được con đường lầm lạc, trở thành người có ích cho xã hội. Đó là câu hỏi dành cho mỗi gia đình, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của xã hội.